chẳng nghe đã upload chỗ màu nó cứ miên chấm nốn đọc buồn nè. À. Ok, tỏ cho nhìn to mê riêng nhường tiết. Mình sẽ chấm ngó lấy. Đã phong môi lùm hát mình chấm ngó lấy. Nói. Chân lùm hát tìm môi nơi lại nỉ nế. Chân lùm hát tìm môi nế củ cài lệnh chứ thật sự thì xôn trực quý hay nên mập hay cả lộ. Ok. Chân bật quê dân tầm lăng cả lộ má nhưng đang ai bên viết bài hình lẹ cho ai. Còn là khi dân kẹt nghe tới tầm lại giật đôi miền này. Đang lạc hơi anh chơi, đang lạc hơi anh chọn. Đang khó lại nha, nì dân bảy khăn ăn bảy khó tiết đi. Nì dân bảy khăn ăn bảy khó đi. Chắc đi xôn chút quý xôn chút buồn xôn chút quý cũng là đỏ mùi nhưng xôn chút cũng quý điện tới thì xôn chút buồn ấy. Xôn chút buồn mùi lừa xôn chút buồn à, về tới thì xôn về tới chia quý cái việc pram đấy quý cái việc pram mê cả hơn nhỉ. Đây cho nên dispersion máu xôn trực phí chạy chìm mùi nắng đọc phạm đấy vì ta chìm mập hay cả lô nè chẳng hình thật lẹ ta đọc về lùm HTTP HTTP này nè 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 cho anh có đô lên rồi từ chụp pi rồi thì từ chia xôn chụp buồn chân thì dương kẹn như khơi bằng mạng bên viết ní nên thì dương bạn sẽ mua bền viết khơi mán nè hạ sập lửa hạ sập mê cả hơn ba lửa cổ sập mê cả thơ ban tả tim môi đại xa chữ buồn với nhau thử đi nhé, ha sắp. Đấy, pram, con mà thấy. À, làm bị chạy pram, đấy, bị chạy pram, con mà thấy ha sắp. Và đọc bây kẹt này, đi tới khuyên sắp bạc hai cái này đấy. Nè, rồi, dạ, bây dân kẹt này khuyên nhé. Anh ấy sẽ đọc bằng dispersion, anh ấy ọt cất dispersion tìm. Nè, chân kỳ dụng mạng sĩ mô, bền vít mà nó cất dispersion, anh ấy cất dispersion chỗ. Chẳng kỳ do dạng về dispersion nhưng mà kẹt này mùi lửa mùi lửa tay này tay hai con pi tiết này à mùi lửa pi tay này đúng không đọc bê lại đi chứ ngay chẳng lại nó khơi một mã thì nhớ nhạc lắc khơi một mũi chật pi mày cả hơn khơi chẳng cả đá với mẹ phụ đầu lên chỗ này môi lại đi môi đấy dạ này tới khơi mã trong hồi gì bandwidth này nó bandwidth lên một đặc này bộ về nắng khổ đôi chia và thói đã đi pi rồi đấy và thôi material dispersion tại nơi record vật chớ và thôi đấy
tập 2 nó sắp tập thôi đúng không? Chẳng bền viên việc lá được thể cho. Nên như khách mạng. Nó mình đã trả lời vậy? Khơi tôi mối chuyện sáng buồn. Đã? Có mối chuyện đại. Mối chuyện tất đại. Là mưa phó mạng ra hơi mà. Chúng mạng ra gọt kẹt nên nế, cái nhà sắp mình hết, chẳng lô tìm phí. Có bạn kia nia thầm xâm nô bì. Chẳng xâm nô bì nó còn khơi đọc mê cả hợt. Đọc chụp môi mê cả hợt. Lúc khô nhưng kẹt nia khó hết đại sao đâu ấy nhỉ? Nhưng kẹt nia khó hết lúc khô đại sao nhầm ở hoặc cả show tu sắm. Chứ ta cho tu sắp khỏi. Chứ tu sắp nhưng khỏi. Chà lúc khổ đầy xa tới nhóm môn tử bốn châm lợi nhóm đặt nơi khổng cả show thông ở đây. Đọc bên nhóm mặt đang làm đầy tụng nà. Tới nhóm do từ sẵn mà trực sẵn mấy tới bình nhập. Học anh mơ lặng vĩnh. Dạ. Năm mươi người ta mới tiết. Rồi còn người ta cho nó một cái món. Cái này nổi tiếng. Cái lòng đó là cái tiết. Cái này riêng mấy nhục phải lọc. Ôi mà ra hãy cách lấy khẩu hợp ta cài hai cái cụ. Chắc là mưa phó summary vĩnh. Mức tiếng toàn tịch mở. Mới được cho mình khó thế mà ra. Summary gặp khuyên bằng mối trực phì. Bằng mối trực bầy nè. Bằng mối trực bầy bôn mê hơn. Sắp môi đi rồi mẹ mặc rồi. Tìm toàn nữa mà cả đá. Nhưng cặp bông họ cả show luôn cậu. Chắc chắc tôi sạp tới chưa phải giặt nữa. Chích mà tề.
summary đi khó khả lại nhìn tính khó khả lại nhà à rồi có root means we have pass broadband lời xa anh em được nói intermodal dispersion à môi mặt à môi mỗi dispersion, par broadband dispersion, đói material, anh ấy cứ intermodal dispersion, anh ấy đói bèo gai này, bèo gai, mỗi đề xa lại source, mỗi đề xa đấy bèo gai, trong bèo gai nên được gặp hạt chớ của bản đồ ấy, ta còn dùng hay muốn tranh muốn mà mình, trên mình ta lấy những việc khó khăn điện lặng này. Xong chất phí, rễ 4, rễ 4. Ok. À, nhìn to mê điên, nhìn to. Chúng ta bắt nâng đấy, để mình chậm ngã xuống. Ok, chắc đi dân bà lưu tẹ tẹ prap nữa. Chân nơi cho nói mê riêng ấy dân dây lướn, hãy đi dân mời toán. Take note nữa. Ok. À, chẳng như mơ mê riêng thăm mây mùi tiết, nè, mê riêng tìm bật. Chẳng như bị optical fiber, attenuation nè, cắt lẽ cho nằm lực tự đời sai khá là, nhưng mơ cắt lẽ cho bật bóng power và con nó tạo đời sai khá là nè, hãy dùng mơ những đấng, đấng thả bị bật bóng đời sai ấy, dùng thử chi viên nè, chi viên của mơ bị bật bóng thảm vô nè, vô nộp bê power với lẽ cho nhưng khứ nhanh nè, power lẽ cho dùng bàn dễ dàng dùng bàn thử simulation nè, tập bê đài power lẽ cho nè, bit error rate dưỡng nè càng la hơn, còn đấy bởi thằng error với ai cả mình trai sao tập viên ông lệ chó ba chỉ muốn nó bị overlap khi nhận tiền này chẳng biết sampling đó à lại overlap mới sâu do nó có việc cần thầm mùi này chẳng biết thôi bị error hết là quality lệ chó chẳng thứ mấy top power môi cho nè rồi hai top dispersion chẳng system bao dương chụp chơi chúng dùng mưa attenuation được trong rụp mùi nhìn chứ anh ấy chỉ chậm ngái anh ấy chỉ rồi lo lấy ở phần lứ rồi người dùng anh giấy tha chỉ
radio frequency nghe đó để đa trong mạch than mỗi vô lưới của chi radio frequency một đấy để việt đá nhỉ chứ việt đá dân khơi nó trong trong ngày mối vi rong nó tiếp bồi mối dân khơi nó này attenuation trong tầm rong mối exponential tiền ok exponential tiền chúng mua là hết ấy để thưa ao giờ nó về đài material này nó về đài vi đa này nó về đài phần lứ rồi còn radio frequency đa nó không sao nhạc này thì là ca rồi còn sao nhạc ca nữa chẳng những khi ta những khi ta amplitude viết nó để xa đài ta đọc với bị cho material mối để material nó vị trí material đã đôi chỉ bập hết phía về rô môi nhớ phụ về miễn real part nhỉ real part hay nâng imaginary part reflective index nhé chẳng quyết phụ áo còn là nâng còn là radio frequency cho tức nông ngọc này material biology liếm nhưng khơi ta lẽ cho lưu mình tên nhé lẽ cho biết lưu mình tên đó là bếp hot nâng nhé nó thòm đa mình thầm đá nó để sao thầm đá vì cái tuyệt tiệp bắt bỏ ra này thế chân nhưng khơi ta mình nô sát lúc cái chiết dương nắng cứ stroke này stroke giờ cái tiệp radio frequency nắng tràn hạt miên là reflect chân như tụi mình đấy hạt miên đấy máu cứ stroke giờ làm đâu hay stroke cái này thì môi cứ từ xa chiết tật là không luôn người dưỡng cái miên chiết tật miên sai chìm miên bồn nó sạc có biến chiếc tật này hay nhé chiếc fiber này chẳng như chúng ta chỉ xong mọi nên chúng ta chỉ phải hai này đấy hai chiếc molecule tật vì là sọp rồi có sọp ra như thế này là sọp vô lấy radio phải còn nóng bán cho đàn chìm chẳng cái bàn thua cao bị sao từ lượng optical này fiber mối để cái bàn thua research về bọn chỉ môi nâng attenuation và nó chỉ môi nâng wavelength chẳng ở vậy là cái khơi nơi chân nam bằng ní nhưng khơi cái khu rút bàn bằng này còn chẳng ở trong chân nam bằng nâng có bị chạy vị trí thua optical fiber ở lò môi đi tại đấy chẳng có lại là tới bao có lại là tới ở trên rung vuông trên bồn cấp miền thần no miền lại bạc bay miền defect này miền thần on thần ly đợi cho một thằng nắng thôi nhé chắc quý thua khi lâu vào phía này nhé the region này ở đây the region này ở đây đã lấy nick của mình đây đấy đã xuất ra ban thầm đi đợi cho năm phải sắp đã đào cái sắp thì chập đám thứ mày optical thôi nhé mặt trời đây kia phải lật optical fiber nắng cái bán rồi vị trí sạc mấy tùm nớp hai là o chừng một điểm và ta u máu pha sạch hai ọt miên địch phịch đấy ọt miên bởi dụng bóng của ly gò mặt trời hợp xên và ta có chọn cái chọn sọt này đâu ọt miên mặt trời hợp xên cho được không đằng đỉnh chẳng bị thua một phịch nhé là bây giờ thua cả kẻ này tất thứ thua vì sao tất cứ như chúng ta mà con bộ rồi bài sắp nằm cài sập nắng cứ phạm hai cái này nè phạm hai cái này rồi hôm đó cho nam bị bò này nó có cái nơi thừa này hai khi nó đã tới chừng ngày thì nào hai lần chân cái tim bàn làm ấy chân attenuation là nó có cái gọi fiber một hệ mấy đấy cứ nhìn khi nó miền pi đầm bòn đầm bòn thì mối nó đầm bòn thì pi đầm bòn này để được phù đại đấy đầm bòn đầm bố mình ta về toàn này của mình được phù hay đầm bòn này cứ đầm bòn chỉ phần lưu để dương mượt khơi hay đầm bòn pi này cứ chỉ phần lưu để dương mượt khơi thế chân môn nâng dây lại nâng dương thử vùng lực từ lửa này electromagnetic wave dẫn đấy chân nghiên cứu là chấp bạc là cái trình máu miền ampere miền faraday miền gauss miền này trong máu chân học bài nó sắc xa từ lửa charge charge density bằng tốc á bằng lạc tì rồi bọc bằng tốc đấy đài bọc bằng tốc đấy tạo bị đông cái này giống bệnh dịp lạc tì giống bệnh thì mình đặt tiền pol ấy chỉ môi năng là đai magnetic đấy chắc là bây giờ xa tới hay luộc
và sve nó bạn chọn cơ đó. Chẳng còn bạn chọn cơ đó chi phổ quan sảy cá. Nè, thà đai này, đai nick đai là kisani. Chẳng đai là kisani scale mùi máu, đai nhất chỉ chấm nọt mối. Nhưng cái chấm nọt nắng tôi chia bật tục này. Nhất như vậy mạnh. Hay bên tổng pre lo bên ấy tầm khán cứ chọn rón này, chọn rón để ai là ti bàn. Chọn rón để ai là ti bàn. Chẳng những khi nào chọn rón ai là ti bàn. Mình bạch trời cạc sai chìm lòng đấy, thầy quân là nhá. Chẳng, dương khuyên ta chọn rõn, chọn lòng cạc bán tỏa thầm biết sai chìm lòng, tôi bởi vì chọn lòng cạc bán. Phần tay nơi con phải còn mối cứ chọn rõn, ai chọn lòng cạc bán này. Ai chọn rõn, ai chọn lòng cạc bán đấy, nơi con đồng người ta ấm sai chìm lòng á. À nâng á chi, tùy thà, nơi cái này cứ muôn, bà côn mùi dần tớ, chích sai mùi dần tớ, hay cái này nhích sai mùi dần tớ. Phần tay pi nâng ai chọn lòng chọn rõn đòi cái này bán. Thứ nhất nè. Còn tất cả mọi người bấm chùm lòng bán cũng có thể cả phê con khuôn mình tên. Phê con khuôn mình tên. Bởi vì chung cho rõn được bạn. Thế nhé. Nó đây chỉ ở với đề lục bác mẹ còn dưới sử mấy ca còn nâng mắc còn propose trên bằng. Tại sử mấy ca còn nâng bán được propose chẳng thế. Còn nâng sử mấy ca đa là này electro mà anh tin béo nó nhỏ mấy tế. Hay sử mấy ca còn có ọt thoa mà đà này. Cứ mình sắp hiệp mũi smock smile. Vì bạn không cài dối ọt đôi ôm xí ló vô xí ló bê ai thế. Ok. Chẳng tiên trên vì nâng máu dân khơi như này cái bàn xe xa máy ca trên mình Maxwell equation máu thì ta sẽ bán xa máy ca môi này trên những tầm mơ lệ trô mạnh thì bán mà người ta thử nhận đấy cái phần mốc cho chụp nó lan nè chụp nó cho chụp nó lan thì không nâng tất cái tập tùa bán là xa máy ca rồi lọc bà lưu nè rồi lọc bà lưu dân cầu tạm x component. Như mưa đại chúng một lần mối sẵn chứ như khi dùng bài ca cót mình cho bạn này thế nhé mình cho bạn đó thì bồi dạ về chân ảnh này cứ chia free space chân free space hả nắng bây giờ mơ với cứ chia blue nè blue đã đạt được nó free space hay dùng tiền bán mà cái tiền bán nè xì nó cái gì là bướn thế nhé bướn blue bươn bà lưu đà nó làm hoa cả okay. Ở cho bà sân chia bà lưu rưu gò radio frequency đà nó mà chật hàn nà môi chân bây giờ đà nó mà chật hàn nà môi dương miên nè dương lệnh tàng xí ấy dương tàng vi môi lưu tà đà nè rụng nông đích nè còn tàn ý môi lưu rưu môi zero epsilon zero đọc lại nè môi epsilon chân môi epsilon nó cứ có smile cái nè có smile chỉ môi nắng môi nắng cứ smile chỉ môi nắng môi é môi zero áp lực làm é áp lực zero chẳng anh ấy chia relative permeability này anh ấy permeability này trời khi chỉ môi nắng đại mà nhiệt tình relative permeability cứ trời khi chỉ môi nắng electric chẳng pi nắng nhưng dây giảm ánh cứ bị chia tầm lại mỗi đạo mình khá quan tài mà dương vậy bạn được muốn ấy cái môi é cái đặc permeability chia sẻ mặt đập hiệp đã đai mà nhiệt tình năng ai triệt chỗ được nó mặt đập hiệp năng ấy đó là với epsilon air cứ chia mà sự thiết đã đai là cái này ai triệt chỗ nó mặt đập hiệp năng ok chẳng đời sao hiện cho ra này optical material để dùng mà mở năng cứ qua chia tập hết isolong mình mang chia loại thiết hơi khuyên mà nhiệt tình nên chẳng biết vừa ở epsilon air rồi bỏ dưỡng này còn mà mùi tại bằng miền đáy cứ ở mà mùi đến đấy chẳng nhưng thôi là refractive in đây để mình được một đặc biệt nè lấy đó là bên dây dù môi là optical communication được optical material đại chỉ một hết mình chỉ lỗ hạ thiết là mình chỉ mang đai magnetic này trước bên sau tái epsilon air này epsilon air toàn cái này nữa reflective thì nó sẽ riêng hơi nữa
bắt đầu một tiết nè nước thông mê riêng tìm ra một những bàn giấy nè những bàn giấy nè những bàn giấy bí monochromatic véo rồi bọc lứ hay dùng xe kia tùm rung rồi lộ đa trên tờ nông trong ngày là một nhé. Chúng ta không nên bị chọn đó là pi function chỉ trong ngày cho phó nông dạy pi phó hay đến chỉ dạy intensity phải con base constant hay cái tiên trên máu cho máu exponential này hay nhé cho bằng kia ai đăng thá intensity 100% này vì đồng thể lẽ cho không tùm rong exponential này dạy mặc côn cái này nó mang a phase constant, né? Phase constant. Bây giờ mình phase velocity. Trong phase velocity là bướn cái chữ mét đấy. Mét. Chẳng hạn đi dừng đằng ấy. Rạt gió nó mà sẽ khăn. K này với rạt gió nó mà mét đấy. Chạy kia tới mét nó mà bên này tì nhé. Tóm mà tiết cái tiếng nhé cái tiếng cùng với chỗ như thế này vì nó nó mà khai dẫn mà còn này bây giờ khai đây nổ chỗ nhưng từ tùa bán xong mấy cát thôi chẳng ở đây dương khơi nhỉ cả lại để biết exponential này ơ xoay con đỏ ơ xoay con gì omega ấy nhỉ cứ bị bẹp bò này là càng đặt ngay ông đặt mình cứ ông càng đặt lẹ chỗ material dưới người chân đây này in reflective thì càng đặt thốn chân reflective thì càng đặt thốn bao nhiêu là bón nó càng đặt sạp tao đấy càng đặt sạp chân càng đặt sạp người ta vì tia nhói ông vì tin bức lẽ cho càng đặt liền này chân dương cương optical fiber ở ra giờ đọc pi đọc bay đọc buôn đọc ra mới được tiền thì còn giờ thầm là mũi mũi cả lá mũi pi mũi bay vậy đó bài các bài này cho một đo cả anh em biết dương ớt ba cất nâng lơ ở đây phát hiện tích này tại lớp này chúng luôn bất đề này nhưng cất đo này thì mất mùi tiệt này phố nó không nông phiêu vào dương những cái sạc xá này nè bà rạch môi sạc xá tới gọt khuyên ta đi phải bỏ một dương smoke smart miền job complex này cái đặt smoke smart cái đã khởi là complex màu đang chỉ một chuỗi đỏ ok hai cái bàn chập đám từ châu từ khăn nóng tiền để ăn đi máu ở cái bàn nhẹ chỉ pì, thì môi, nông thì pì, pì cái chọc, exponential thì môi này cứ như chấm nón, niêm mật nè, này niêm mật nè, này niêm mật nè, cái nhé, nè, này niêm mật nè, cái nhé, trong này niêm mật nắng cứ cứ gì reflect thì hiện tại này niêm mật đá vì trơ như chấm môi nắng attenuation, nè attenuation, đấy cả lẽ cho bị tít đã sắp xa đòi lúc Beer's Law hãy đó là với phần này chúng tôi bật như vậy đã chúng tôi thật đầy bằng 2 đòi đi phát hiện đạch ăn nuôi như vậy nè, cứ bằng 2 nhập ví face nè, cả đồ pha vào ví nè, đã ai cao đã miễn delay đưa group velocity đằng này okay. Chẳng nè, cái ai mơ nơ lơ nì sẵn nè ta ta rõ lọc nhắn mách lọc bọc bọc lưu dòng mấy nè reflecting đạch dòng mấy nè nâng nông bọc lưu tạm bất môi e mới tiết tại sao nông bọc lưu và thật ra vì thịt chỗ nó chỉ y rồi lõng chẳng vì đọc biên mà nhìn tích chẳng môi e nó sma mùi hình là bướn tạo mà tiên traveling well nè cho bình môi nâng face velocity tiên khế đầm bây giờ ảnh nè ai mơ ảnh thế nhé trong khỏi ghi mơ ảnh tại sao là bây mơ hóa cái chắp đau mà phần này mà phần này thì môi interaction này tầm nhẹ tầm nớ rồi viếng và lứ chỉ môi nắng dielectric material dielectric material nó sẽ kì dielectric material cứ epsilon e nó này epsilon zero epsilon e này mà nó sẽ kì nó sẽ kì tao đấy chứng molecule là tôm để dùng cho sản phẩm cái này này thấy nhé này cho sản phẩm cái này này tạm bất bình minh cọp cọp được không nè cọp cọp được không trong sản phẩm này nhỉ
bạn chỉ tụm rong silica chẳng đâu bạn chỉ mưa phơi chặt tế để sa ta sầm pon với nick clear cái này khả năng bị nhẹ không liên vì mùi atom từ mùi atom này trong ngày rồi bỏ vía thông chiến veo lên rồi bỏ lư đó đấy thông chiến vào mang tầm mùi rồi chọn sầm pon này bị thông chắc bị thôi bị lư cho lon gạt bạn chưa đấy lịch sản ánh nhưng sản ánh để dương nhật với dương bằng bờ lưới đấy còn tay bà sản ánh nắng cả là thông thống và ta bờ lưới ai chơi chỗ bàn toàn đấy cho đến những cái gì đi sản ánh nhưng ta sản ánh bị kho là còn là molecule với mình molecule mà đồng như hay mình đầy đấy mình đầy chập nghề nhỉ chứ người chờ lo này gọi chờ lo cả bàn này chờ lo đầy này. Chẳng bị khá là có phần lưu để rốt trô mà nó bị ách bọc cho môi nó molecule silicon ấy nó bọc tới ta về dạng mạch chẳng chỉ mưa là lưu bạch bạch hàn nè mà cái là thật đẹp nó là phần lưu cho môi nó đi electric đi khá nông rung này chẳng cái nhé chẳng nó viên miên molecule chẳng đập bê đập phần lưu mà bọc máu nhưng khơi xây dựng vì chạp đám ạc sọp chỗ hay vì nhỏ này nhé ạc sọp tham vào pol và lưới hai vía miên lồng nhỏ nắng hái và lưới cho lon gạt trên bị dưới nông tụm rồng mối bạch bóng tham pol nhé chân và to kia bàn tích bàn tích bàn tích bàn tích to kia và đó nấy ọp rồi thôi đấy chẳng ở đây thì dương đường sắc xa thật ta ở đây thì sắc xa thưa vì sao bán này cứ sắc xa từ lớn silica glass đại dương mà thưa sắc xa lớn fiber nó cái sắc xa thì sẽ này attenuation tới khi miến bay biến đổ thì mối thì pí năng tị bệnh đại miến low attenuation chắc cái chập đá mới ta ta được chống dễ cái mà thôi chẳng hay lại nick mà lại nick thùng hay lại bằng lại nick bù ấy hay lại bằng được lại nick bị lang được mình nè chắc người miền bay đầm bòn tiếp bay đầm đầm bòn hình sẽ cứ bù đấy bán đấy cái này anh chống hết silica glass cứ miền tầm rồng đại electric mặt trời miền mối đại miền đại biết ai tại vì ai tốt nè ai tốt hai việc ai làm hồ chèn đồ chía đặt thờ để người ta việc tốt việc tốt nè tốt cho nó bị hia chèn như thế hai bữa tao mà tiết dương ở ban sắp xa từ lớp này nắng cho những thợ lười kiện các kia nhìn mà mang theo đại bồn chân miên bồn pì chân đời xa tà mô lì kì pì cho sầm bòn cái này dạng đó chứ mình bật tục bộ bật tục độ chẳng tới kịch sạc xa nó ta chiếc bật trên đài bộ trên đài bộ chẳng đài bộ nó ghi tàng đòi à xò ý này đài bộ một món nè đài bộ một món chứ mình cầm là cạch cạch đài bộ nè cạch ở vấn cạch ở trên thì mình đó mình cầm là cạch chẳng cầm là cạch cho con này bế của ý ích chứ ích nó cứ chỉ chụp ngài nhẹ trong ngay vì mình tục môi từ một kil môi từ một kil môi này mình tục bồn tục đỏ này cái nhé chân chân vì môi là kil sạc chờ à tốn để cho sản phẩm này và các bạn chỉ xin được hạt là nắng cái dơ một mưa nó không tục nóng chỉ đại pol mình tục bồn tục bo họ đang bơi nhẹ cho môi đang là tích phi bọc lưng ok chân màu mòn đặt ai cạch bán cái vị thời ca cầm láng mình mình tục ta mà phần nắng mình tục của màn vì nắng hay chỉ môi nắng có vài nhé có vài này không liên bằng copy nào chứ mình tung đi mình trên giấy đi dưỡng mặt career để chọn spawn cái này đó để không cái chọn chân đài pole để mình cầm lặng cạch nắng dương khơi tha thì chặt đám nhưng mà thiệp thì mùi nó lại mềm cái này ok ô tầm rồng vía vía sẽ điếng đôi tầm rồng đi chẳng hạn rồi sợ hãy đây bộ qua thử ban chập khi chọn sầm bòn nè, à thử sơ được chọn sầm bòn nè nhỉ, à thấy được chỉ atom nè, đấy chập mùi sầm bòn mùi xe điện, chập mùi atom mùi xe điện, ok, chắc nó pi để mình phải lưu bọc máu rồi còn mình cầm lại rồi máu viết thử rồi, rồi còn viết thử sọt hái viết thử mấy, đang ấy thử sơ thử mình deflect máu mình,
cầm lắng tràn một mình cầm lắng tràn một mình hay là pin nắng gì khơi miến lục dồn chẳng hay bàn dương khơi nhìn này từ bông này là cái mờ khơi này cứ miên lục nhò này là từ lưu bọc trồ lá ấy đấy thằng con miên lục nhò ấy vì đời nhìn các bạn nhìn lưới trên đường quấn cái đó cầm đồng mới âm bị tích lệ cho chắc là âm bị tích đó để làm rối có sâu nhiễm đỏ chân trên đường quấn mà càng sập trồ mà là cứ mồi mồi kia tiếp mồi kia tiếp bật tới bật đời chắc là cái đó cầm đồng mình nhỉ đấy không tầm rộng mình chắc nhưng khi được chế đại pol mối thì mình được sơ cho nghe chẳng cái spring một đá cái spring một đá giờ mình sắp xá đấy cái sắp xá cái vợ radio bị phân xịt bị chun đỡ đấy trên là bây đây vật lưu để bị tập bọc đấy được chầm trồng ná không còn làng còn mát tới bạn anh cạch ở đại pol nào bạn chăng nó bị đẹp lưu về rốt màu trắng nè còn tụm rộng trắng nhưng khi anh thanh nó chấm nói cả đá này cứ bị nâng nâng và chấm nói pi xe nhất vì ai lạc tì vì ai cạch mà khả này cạch tình khả này chẳng đợi nè hay vì rồi lọt màu bình nhớ nè lọt màu bình chăng chấm nói đẹp bị miên khơi anh ấy nắng cứ sơ tạch vèo propagate trên đời này hay bị miên rồi nhỏ nhỏ để sâu vào nè sâu vào âm âm đi tít rồi bỏ lưu nữa cái xài trong đại pô để bị pa nó bị giảm đam rụng sâu hay bị rụng nhỏ oscillate nè ai biết bị chún bị lưu môi sen diệt để trên bị luôn việt tần nè đấy thằng đồng tâm rỗng người ta tiêu biết lẽ cho chuyên môn như này ok ok trên những đấng này là không ovicol fiber dương nữa mà so thla admin ấy đấy nữa sơ tâm miên molecule này không được hay molecule nắng thì cứ nhé đằng từ rừng svat hay bật từ rừng svat nắng ấy cứ miên dipole này được như này dipole chỉ molecule để chọn sản phẩm này này chân không cạn này không rụng mũi này này để dương đằng giấy ta táo sẽ ghi là để cao ở miên nó attenuation này là giờ nó khởi nhé chắc được nơi chấm nói nhìn chơi chẳng nơi chấm nói nhìn chẳng nhưng khi ta kết thúc experiment nó khơi ngày đi lang phủ mình hay kia có bàn rộp đàn ta mua lại nên thua lại đang lang phủ cho nên sao ta bay window đấy lại nhìn mối chẳng nhưng khi ta cả lại nâng nhưng khi ta nó bị đập lên nhưng tụi bị dương rồng nó tiện pole mới chúng ta Rayleigh scattering scattering thì sai nè đại pole như ai lưu dương tôi biết cứ rốt tức đang tập bọc làm sao hay tập bọc cái nhài nè bảy chài trên mặt khéo chẳng trên cái thằng bờ veo lên mới để thôm chương ở đại pole nè đại pole nè tạo một tiết dương khương như tiết nè UV absorption nè trên UV absorption nó chúng bật lưu dưỡng nó không region bạn mới nè để chụp bên tới nè sẽ tập vô UV nè ta đào visible light X-ray nè gamma ray nè cứ sẽ tập UV UV càng là càng tới ok chúng như khi loss nè chụp UV nâng tới khi mình được cả lặng đại UV là sao chắc là so với sai cái molecule dipole nó không optical fiber đồng tiền ok thì bắt đầu mà tiếp chương viên đồng bằng mới thế nào nó bị tay ngay tới sẽ tao viên mà mình được lẹ cho tới rồi sâu nước bị tay gì là từ mình chứ là lang từ mình nhưng khi ta infrared absorption chứ vì tao bàn khen rồi pi đồng bón thì mối UV absorption mối tiết cứ IO absorption ok hay được không có đa đấy cứ experiment này kia được khứ như cái bàn thực sự ta mua lại đây thua đồng bộ của lại nhỉ ai bảo tao mà tiết cái miền ở Qatar mà tiết cứ vào gái imperfection nhỉ, nó về đẹp
optical fiber dương miên lùm ong tù li rồi có molecule bị ọt sọt nè kèo nặng đấy. Ok. Trong phần lưu vậy mình tập nhận tầm nắng chứ môi nóng mà bắt đầu phút môi này mình lại là xây nhận tìm môi cứ aside the lưu reflective index reflection chẳng mặt rìa môi nóng có reflective index tốt mến còn ta có bàn thua nơi tùm rộng môi cứ tay cả mẫu nóng xa mà sạch lõ coating chẳng thua mình reflection chẳng phần lưu ở đây có đạo môi môi tăng lớn sẽ vào trong môi reflection chạy mạo lên đó là chỉ bắt đầu phút môi này thế nhé. Thì P, phần lưu ảnh bạc bóng đời xa tay ca absorption. Absorption đời molecule mà mỗi nước nóng mặt rìa mùi nằm. Thì B, scattering. Chẳng rốt trôl ba nái, bọn tay bọc cho molecule dưỡng scattering. Rồi gồm mặt rìa nằm một nấy kỳ thư tây chạy tây cao nhé, chẳng bọc tới trăm chứ rốn. Bạch chạy, ảnh bán chỉ riêng trôl, ảnh bán chứ lòng cắt trên mặt kèo này thế. Thế, mình Rayleigh scattering, Brium, Raman. Scattering như thế này. Ở dân khơi na Sotalos bằng tay dân ách Brick màu vinh bàn dì mình amplify Brick làng màu vinh Brick màu hai dân khơi miên cái này frequency generation frequency generation chân dân ách chai dân khơi nhạc với càng bàn mùi lưu điện. Chúng tôi không cạn này nhìn dẫn nhìn khơi nhé optical fiber mối thằng lẹ đính khó chúng tôi không cạn này low screen minh tràn mềm tên nè misalignment là bây giờ các bạn dừng to xái này nhưng to xa optical fiber pi bị chô cái nè mà nè to bằng tờ lưu tín và bằng lưu bị chạy cái thế nâng bắt đầu quát khó xin có thể là ăn đâu về bơ rằng tết cứ lồng nghĩa khné này lồng nghĩa khné ấy một tiết optical fiber cứ miên defect nhỉ miên bọc bục miên thua sập thua smooth đó là đấy defect nhỉ miên lồng on từ ly miên lồng nọ tật là không nắng nữa thử product cam đấy cái gì sập đó sau tập bậc cao ở miên nơi scattering nhỉ scattering đấy bây giờ một tiết reflective index này này chiều graphy này này material cái nhé smooth smooth đó là mình trăng smooth ấy sẽ tầm đo cái này cái miền là chai nhiệt điện này hay miền pre này snap pre này để vừa ấy lịch này hay miền cái này là lô này cái ấy chúng ta micro bending này như tớ mình bắt được phụ trợ rồi để vừa ấy loss intensity របស់ blue យើង ឃើញ chain attenuation ដូច គ្នា អញ្ចឹង វិសាស្ត្រ 3 មិញ ហ្នឹង absorption scattering ហើយ radiation okay radiation អញ្ចឹង យើង ឃើញ ថា absorption ដោយ សារ ខ្លះ absorption គឺ អាស្រ័យ លើ material ទាំង ស្រុង ណា material ហើយ នឹង ភាព មិន សុទ្ធ ភាព មិន សុទ្ធ ដោយ សារ នេះ មាន ពពុះ មាន អី អញ្ចឹង ណា មាន តំណក់ ទឹក នៅ ក្នុង ហ្នឹង អញ្ចឹង មាន លំអង ទូលាយ អញ្ចឹង ណា cả ở miền nơ scattering lưới bọc cho tới trăm rồi nó bảy nhảy đồ được đầy lưới triệt chỗ tới nhớ bỏ trên tay kéo chân khơi tha đây cái này intrinsic absorption này intrinsic nó là hàng khăn ông extrinsic mà là hàng cái này intrinsic nó là hàng khăn ông này hàng khăn ông nó cứ dây kia cái trong gì đây kia từ lớp atom molecule rồi bó fiber này dipole mấy nhỉ đại dương giấy vậy đại blue châu đó này tập ba dipole nhé miền defective đây của ma nó chắc là cái này hàng khăn ông nó cứ để xa atom rồi bó material fiber thì pi cái này càng cao nên cả bắt bóng opposite đời sao này càng cao cứ đời sao thành này càng cao nữa cứ impurity này cái phim mình sọt này tô mà chúng tôi để trộn màu tầm nọ tật mà thiết kim lịp xây những công năng mình bập bùng mình đại dạng thế nó chỉ extrinsic đó là p absorption by atomic defect
defect in glass ហើយ atomic defect in glass ឬជាមាន តតក់ ទឹកនេះហ្នឹងហើយ ពពុះ វិញ អានេះ ពី ក្រៅ តោះ មក ទៀត scattering ណា អញ្ចឹង ដោយ សារ ពពក defect នៅ ខាង ក្នុង core ក្នុង អី ហ្នឹង វា ធ្វើ ឲ្យ កើត មាន scattering ទី 1 និយាយ ឃើញ នេះ គេ ប្រាប់ ហើយ ណា scattering ចេញ មក ដោយ សារ តែ ភាព មិន សុទ្ធ នៃ material ដែល យើង យក មក ធ្វើ ហ្នឹង អញ្ចឹង វា មាន លាយ អស់ ស្មារ សាច់ ហ្នឹង ទៅ អញ្ចឹង វា ធ្វើ មាន scattering វា លាយ រៃ លេ scattering enemy scattering ដល់ វា radiation វិញ កា សាច់ ហ្នឹង គឺ ដោយ សារ តែ មិន អាច បន្ត បាន ណា radiation គឺ វា សារ គេ អាច បន្ត បាន ដូច ជា នៅ ត្រង់ ចំណុច ទី 1 គឺ ឧបករណ៍ fiber យើង បត់ ពី ខ្លះ ត្រង់ អញ្ចឹង ទេ ប៉ុន្តែ ការ ឋាន សំណង់ អញ្ចឹង ទៅ ក៏ កិន នៅ សត្វ ចំ ថ្ម នោះ សកត់ ណា loss ដល់ ប្រមាណ 10 20 30 db អញ្ចឹង ទៅ ឬ មួយ ក៏ ពេល ដែល អត់ មាន អី អត់ loss ទេ ដល់ ពេល មាន LAN ជិះ ជាប់ លើ តំ ថ្ម ទៅ ក៏ ទៅ សកត់ loss ទេ អញ្ចឹង កន្លែង ហ្នឹង ឃើញ ថា bending ហ្នឹង វា មាន 2 macro ធំ ហើយ នឹង micro bending ហ្នឹង អញ្ចឹង macro បត់ ធំ ហើយ micro bending គឺ bending ស្ថាប័ន material ក៏ ណា មាន លក្ខណៈ អត់ ស្មារ មាន រលក មាន រលក កិលក្លែក ហើយ ដល់ ពេល macro bending វិញ អា ហ្នឹង គឺ លើ ការ តម្លើង របស់ យើង ណា ការ អស់ ខ្សែ របស់ យើង chúng nhưng mơ absorption law ផ្នែក extrinsic គឺ វា កើត ឡើង ដោយ លោហៈ ធាតុ នេះ ផ្នែក ខាង ក្រៅ លោហៈ ធាតុ ដូច ជា លោហៈ ធាតុ នៃ ប្រភេទ នេះ ដែល ចូល មក ក្នុង raw material របស់ យើង ដែល យើង ដក ចេញ អត់ អស់ ណា ហើយ បន្ត មក ទៀត វា អាច កើត មាន នៅ material ផ្សេង ទៀត ដូច ជា នេះ hydroxyne អញ្ចឹង ការ ពី សម័យ មុន គេ ធ្វើ optical fiber អត់ មាន បច្ចេកទេស ដល់ នេះ ខ្លាំង ទេ ណា គីមី នៅ ខ្សោយ អញ្ចឹង ដល់ ពេល ធ្វើ ទៅ គេ ឃើញ ថា ចេញ បាន ដែរ optical fiber ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង ហ្នឹង គឺ យើង មាន អី នេះ high water impurity បើ ថា មាន តំណក់ ទឹក ច្រើន នៅ ក្នុង ហ្នឹង មាន hydroxyne មក ថា តំណក់ ទៅ ក៏ មិន ថា OH ក៏ បាន ដែរ ណា ច្រើន នៅ ក្នុង កញ្ចក់ ហ្នឹង អូខេ ពួក កញ្ចក់ ធ្វើ ដូច សាច់ ដឹង ហើយ ដឹកសាច់ នៅ ទឹក សមុទ្រ view ណា អញ្ចឹង ហើយ ជា ហេតុ ដែល ធ្វើ ឲ្យ absorption គឺ ឃើញ ថា ធំ មែនតើ នៅ សម័យ មុន ហ្នឹង ណា ដូច ក្នុង graphic មុន ដែល យើង ឃើញ តោះ មក ទៀត យើង ឃើញ ថា high purity modern fiber គេ ចាប់ ដើម ធ្វើ ដោយ ដក ចេញ នៅ OH នេះ បាទ ច្រើន បំផុត ឃើញ បាទ ច្រើន បំផុត chúng cái đoạn hàng này bán tràn phốt nhưng khi người ta low nơi hàng này extrinsic absorption nữa từ bán cả thói bán được chục chơi chân chục chơi cứ đòi kịp ra này đợi kịp ra ca sầm ngột này sầm ngột cái chọn nó nơi nóng nè chlorine gas nè chlorine gas leach out water vapor cái nhé tao đấy nè chân phải chỉ được về để cái đập cái bậc cao đọc tiêu fiber nâng cái chạp đá bánh chlorine từ lửa cái chọn nâng đọc bị khăn đồng màu vĩnh đọc bị khăn đồng tại cái chạp ghé nâng thứ nhất chân mến thì đọc đọc được chọn cái tới tấu đấy thì đã chlorine này. Chân chlorine từ chạp nâng tập đấy, chạp một trong hai tập tới thì lại cho mà chỉ cầm nò toàn đấy tao một tiết nhưng khi người ta OH chỉ mùi nắng metal đấy loại thiết y giống chân ở bộ không hạp rồi bảo vía mày căn là tích căn là lò nằm ra mày biết tích căn là lò
môi không mà billion chẳng hạn billion molecule silica glass miền ta lo hạt còn miền thả nó miền thầm đấy môi thì cái gì tích miền tiền chẳng hạn để tại thôi minimum nhé tại thôi lo bao nhiêu kẹt cho bạn cán để trả lại cho tôi cho bạn đấy thế để thì sạc kê đi chẳng dừng khơi ta absorption spectrum này robot OH nó nóng silica nó như khơi vậy nè veo lên càng đặt thôm đã anh khơi nhìn bay đầm bón cặp bộ này nhé đang sợ đặt chồng bán này tận đây chân cặp bộ về nhé chân nơi lố nơi visible light nhưng khơi ta OH đưa sơ nhìn ấy ở sơ chim này hai chào đây còn ta sẽ map IO region này IO nhìn khơi OH nó mình khơi hà còn ta bảo bây giờ chặt chay bán đấy nhưng ai cũng còn bán nhưng khi cả lại nó sẽ tiệm màu vịt ok và to một tiết nhưng mà mới lows đấy tại sao intrinsic này càng nóng chương trình giải nó cứ chỉ là tập hóa đấy đấy này càng nóng đại là soft đấy absorption bán cứ này electric này absorption bán được khả năng UV region đấy, UV region chương UV region này UV region này nhưng khi thì mạnh chân silica glass silica glass mối ở dương phở UV dương phở veo lên túi mình thế tôi bị trâu được không nào chắc là tôi bị trâu tới khi veo lên túi energy band gap thông energy band gap thông nhưng dạng kẹt nế lên trên band gap thông chân với thua áo electron gì đây rồi gọi electron để có phong mạch trong sản phẩm nó bị sâu vô là energy nó mới đánh sản phẩm bạn support nó bị làm tới conduction band để chỉ mà vậy là đang ngay cái chân vậy cái nhất điểm atomic vibration band hay near infrared region ok chân người ta xem sao sao nó cứ lại trong nó bị chập à trong support nên nó gọi một atom molecule nó bị chập đá sâu vô hai bị chập đá bật chân nơi tham bộ màu vĩnh chỉ vibration band hai bên trên chia vào lưu mối để nơi nóng tụ rỗng near infrared region chân nhìn hơi nằm mạnh nhỉ vì lâu bảo vệ tầm ăn chua mùi nằm mình chua phải bảo mặt riêng này yên khơi là limit nét sật đã limit đấy limit chẳng UV nơi hàng reflect nơi hàng UV đấy nhưng mình pi được hại như chẳng nhưng mình pi này pi chẳng mà hôm nay thằng đấy cứ UV về thời ban limitation tạo UV absorption đấy và đặc biệt hôm nay thằng đấy vẫn chặt đã phải còn tới khu vực tới mới tạo bị giảm mấy đặc biệt thằng đấy về thời ban limit tới đó IO vibration robot tàu ok chất attenuation tại vòng cao là đó UV hay là IO region đó cứ được không vào lên là cái sai lưu vào lên là bọc lưu chẳng lưu đi dương pra là không visible light làm với load để sai UV vào lên thì dương phở tới lưu IO tới lưu phố để vào lên phố tới phố tới vì rơi mà ở tỷ phố infrared atom cứ nướng viêu và lồng vô đấy vì so ai viêu vô này vì miền lồng nhỏ chẳng cái miền pi này attenuation loss là UV vì được muốn này UV và là sẽ đặt slide chúng mình nó bèo lên bọc lên chẳng bèo lên UV nó bèo lên IO bèo lên blue ok chẳng được không cả này thì chẳng nông cạn này thì chẳng kìm mưa từ lừa đấy kìm gì bị ải on đấy chẳng là tôm thì kia là bị tròn thành con cái đấy đi chỉ đại pô này cái nhé đại pô này chân tập bây giờ lừa ải on nhưng cho tới với sổ hay bị thua vibration cứ nhiều nhé sổ hoặc kia hay gì bính từ kia và chân từ kia cũng nhiều à được mình chẳng bị thua loss nữa loss là sao cái này đang đại miền tây gặp đá miền tây gặp nhiều à đây trong sạc chớ atom cứ đi tròn thành con như này
chẳng hạn ấy tôi chỉ mình y tế gọi tình gì thì trong bài hai bi conduction band nhé nhồi vì làng từ conduction band đó cả electron series bây giờ là bi UV absorption vĩnh đấy để kinh gì mình nhớ UV absorption vĩnh nơi cả lại sầm bòn nhé atom mới kiếm bị tròn sầm bòn cái này đấy tròn sầm nhé chẳng là bi UV vào lên viết tủ chẳng energy band gear viết thốt energy band gear có thốt có thua ở electron đây sầm bòn sầu dương này sầu dương ấy đặt đặt dây sầm bòn nó viết thua ở electron nó viết nhận đặt trên bị khí này hai từ chia electron rồi này chẳng vào viết ha trên pi và lần sầm bén chỉ bén mối đá electron tổng pi tròn sầm bòn cái này tại đó là pi minh energy mới từ bảy về tới chuyện đặt đặt hay bị la ở electron rồi bị la tới conduction band này electron rồi platy giờ đây được không? Chứ vì còn đặt thua ba tập phun nữa, đấy, hãy chạy cho một vĩnh trên chia phần lưới được cái cộng đại, thế, slope time of pole, UV, làm platy tới một lần thì chia một lần cho là nà, cho một vĩnh thì chia cho là nà cộng đại rồi phần lưới dày thì tiền, ok, chắc là nó phần này UV, đấy, chân UV slope hơi và chân chia dễ rung nhỏ cộng đá hơi nắng blue môi xe nhận được đó là pn ý slope đá và ta chân chia cộng đá hay là rung nhỏ đây slope chân chia cộng đá rung nhỏ này ai o này tao mà tiết riêng gì từ lưu này scattering loss nè scattering loss dương khơi miền pi để dương dầu mình giấy dương dương màn giấy trở đấy nè đang thầm về xa ấy nè miền defect này hàng không nè nè chỉ loại thiết được chỉ tầm nọ tập cái câu chỉ usma này chẳng hạn đấy chỉ chẳng những lực dầu pi thì mới cứ relay scattering đại bằng co lang đói phim mình sốt tại dương cá láng nơi non ca bằng cá nơi optical fiber này hay tạm tiếp minh mi scattering bằng cá láng được phim mình sốt đấy đại mi đạch đạch nơi non nên vèo lên thiếp bồi vèo lên chẳng rai lấy thì chẳng dùng scattering để cả láng đói phía mình sắp nơi battery xây môi để nó có fiber nó tổng tổng rộng tội thiếp chỉ môi nó vèo lên được bọc lưu chẳng là battery nó cứ bị tú đấy tôi tiêu thả vèo lên như phở đập bấy nano mẹ chẳng là bọc battery nó phải nó cứ bị tụt thì cái là tụt chìm tụ chiến của ta tụi mình vào bán một rồi nè nó mang được rồi cho nó tới scatter scatter nó cứ sắc sao để lúa rải lề tụm hôm robot material để scatter nó cứ bị tụ chiến vào lề nó bao lửa thế và đặc biệt mi scattering mấy cả láng đói khi mình bỏ resort lấy material để dùng như mà thuộc thì có fiber nó hai viên mấy nhỉ discontinue đấy bị chọc vậy chứ đấy phạm phải hai rồi gì xe máy người ta phạm phải hai rồi đấy thiếp chùm môi dùng bèo lệnh đấy chẳng bỏ bài đi phạch cho rồi bỏ bạc thật riêng nó cứ bị phạm hà đi cái thằng đồ nghiên chấm hình khơi nhà thốm đấy là quê đã bỏ bài gặp chất rồi bỏ mặt riêng nó biết tô chiều nó bèo lệnh lứ để dùng bị trộn vào nó cứ lấy scattering cả là và hai cái nía và vài hai cái nía mi scattering thông chiến anh ấy cứ geometric scattering này tao nói bộ vào lên túi à mà thầy đang thông tới cứ bọc mình reflection mình chia trộn được như thế chân đi lấy scattering chân vào lên thông chiến gặp chất robot defect
chúng mình là sai đấy mình là chưa trình được bàn khai chẳng tới mình được phát trình màu khai chẳng tới chúng Rayleigh scattering ghi mình được một nhỉ lâu Rayleigh scattering alpha a e đấy coefficient đấy lambda còn phải còn đỏ bốn còn đỏ bốn ok chúng Rayleigh scattering dương khơi là vào lên dương đấy càng đặt tôi Rayleigh scattering những càng đại thôn okay, attenuation này khởi không. Đặc biệt vào lý những căn đặt thốt, Rayleigh scattering lại chọn là sự miễn. Cho nhưng mà mơ intrinsic attenuation nông phù hợp với fiber nó nhưng khởi nhóm mình này. Chẳng phần này chẳng này cứ limit đầu dù ý. Này chẳng này cứ đói infrared absorption. Hay dương miên Rayleigh scattering. Hay dương miên phòng mi scattering tui biết anh vậy nè. Chẳng ta bị cái cục máu dương khơi thá nè. Tùm rộng bạn đi. Ok. Chẳng tùm rộng đi dương thử nhẹ nhẹ energy nè. Photon energy đó. Vậy thì chịu vèo lên máu. Chịu vèo lên máu. Smart mạng. Chân dân khơi chứ nè, low wavelength nè, visible light, X-ray, gamma ray, cứ low, cứ visible light. Chân wavelength vào cái tù, energy band gap quá thôi. Đó là bộ IO làm đó. Nhưng khơi energy band gap quá tù tù mình. Wavelength này lựa nè. Chẳng ở đây là graphic dân cụ dân cùng cho khí nhé. Khi dân cùng cho khí nhé. Anh đi phong, anh đi phong. Mùa đi cho khí nhé. Cái cụ bàn bàm này. Và đó bây giờ cụ phá sáu. Cái cụ phá sáu. Vì ta chỉ khuyên. Hàng lại này bị trừ. Tình này đi trừ. Giờ mà đó hàng lại như spiên rồi mất lấy. Cái này cụ phô trình ghế nhé. Cái này cụ phô thêm đầu. Ở đây thì dân. Thôi ca. Bộ phá cho tới. Dân khuyên. Bộ phá cho này lâu. Anh đi tới dân khuyên tùm rộng bàm đi. Ta đó là dân thư experiment đó. Dân khơi. Mình đặt bớt thông mùi được lại. Đó nè. Một tòa một tiết dân khơi là radiation loss. Đấy, radiation loss. Đấy. Đại cả là trên bị micro hay nâng micro bending chẳng macro cứ phim cao với optical fiber đó em thử một bài mát để dựng cơ thà bị thuê lộc chẳng được bây giờ bèn tới để bây giờ là bending nhưng người ta ọt bending như người ta thu thà internet internet direction cũng cả lặng còn ta đọc bây giờ bèn lặng bê những người nhất thì ai ọt đó chung nè học một đó là bị khó mốt chỉ trên được lẹt đi lẹt đính tên là tức tức lúc tức cho bạn đó mình đẹp với chỉ trên các bạn chân bền định nâng kia chẳng bàn thế thông diệm mọi việc bén ở nghìn mọi bén cảm nghĩa thông diệm bay tới 4 cm đấy thầm bay tới 4 cm thì bọc 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 cạch nữa sẽ chỉ ai phong cảnh mà ta lo thì nè cảm ghế đấy gặp chất cái cục máu nhiệt thông đã bấy tới buồn đi họ đã cao làng đến đấy chân ta cạch làng bếp e ăn túi và nào bị cạch cạch làng đấy chân dùng đẹp single fiber mode mấy cái máu ấy bèn là bảo vía tàu chiến bây giờ 4 xong thì mạng đó định nào fabrication những cái fabrication những ở lò
ai thua mình lùm nhẹ này phải là cái này nó tin liên bế nên tập về phải với những con tin như cho mắt là mình chui phản đây mình tính chứng đấy mình chui như mắt nhẹ chân bà đào cái nhé chứ là ca nhẹ tích nắng có ọt ọt lò này nè, mình lâu sẽ này chân dương khư nơi còn lại như cái miền alpha bí alpha bí và thuộc về đỉnh nắng nhưng khư nó vèo lên bằng đi ai chỉ môi năng curl radius dưới chân curl radius dưới căn đặt thốn từ người chân tại sao bạn đến nó như lệ tội lệ tịch tay mà sân dịch crown p từ bốn nhưng khi còn lại nó full hoàn toàn này chân bạn đến mấy thập đọc ấy hoàn toàn ấy này đọc bài ấy này cái trả đến sau ta chia report đây làm chưa xác ở bàn sắc xá thuộc cả bị sao hay bị chun tần này nông chờ nó này in I triple E này đấy tôi bị sao mà chăn năm pi chăn năm này bàn và phân đó nhưng mà bỏ sai thì cái report này dân dân mà riết là phân đó bây giờ carbon phen xí cái giờ tập phân năng tập mưa này tập thua này ta cái lại na đại viên đi phải cái lại na đại viên mình đi phải ấy cùng sống bạn không bị bạn trong sân khai lòng quỳnh sân khai lòng quỳnh những người nằm mạch attenuation cả lám 7 absorption scattering radiation absorption mean 7 điết intrinsic extrinsic hay là atom defect. Chứ intrinsic absorption là gì? Nè, dipole molecule là khẳng khăn nông. Cứ coi như mình. Chứ intrinsic absorption nó cứ khăn lãng đại sao atom molecule là khẳng khăn nông với bàn absorb nữ photon energy. Nó bây giờ dùng phở bởi lứ vèo lên tui bếc vì rộng là UV absorption. Nó bây giờ dùng phở vèo lên thông tui bếc vì rơm nó IO absorption, infrared absorption. Và đó bây tên chí vĩnh cứ phần này một chút nguồn đại viên miên nó lộ hạ tất, nó tất rưu gom mệt thả nó không đóng, nó cả đại viên nó absorption nó không đại đấy. Ở to một tiết atom defect tù ly, miên lộ ong tù ly, miên ấy dần đại viên nó là hai miên prang, nó không chắc hay scattering này, scattering loss, relay, mi scattering này như mình vậy đó, chẳng relay nhưng đó, cột chạy đồng bộ defect nó cứ tổ chức cho làm đó người vào lệ, là lập viên ấy đi, mà người vào lệ, cái micro band hay là micro band, là macro band thống, micro band thứ mấy cho mọi band nhớ, mọi tổ chức buồn cho, thật thông chiến. Cầm để thông thông chiến để thông chiến 4 xong thì mà là thế đó đấy nhiếm mình sống nuôi mình sống nuôi xùa lưu cho bài này dưới ngọt tẹn này ngọt tẹn là khổ ừ.
chúng dùng lên thật ta loss để sai gì chẳng mà phần này mua thì chúng tôi nạp tiền thuê experiment đó sao phải khơi miền đông bắc này ai cái nông region mua cái ao chúng tôi đang reasonan mua đấy chẳng không biết các bạn gì là sai đi đấy bàn tay này cái nông nắng thì sao mà ta ai miền reasonan condition mua cái nông nắng để thuê về absorb rồi còn loss khăng lên đây tại bà bịp thiếp tới bà dân bịp thiếp này pi mà vậy nắng nè pi mà vậy ní mà đo cả lại anh cầm bù nắng và mán tại đọc db đấy này nè đọc db đi còn cái kia còn cái crop nè cái zoom nè zoom in rút thiếp nè chẳng rút thiếp tăng bà dân mơ pi xong cái biệt môi micromet từ đó vào màn hay đọc micromet đó những khi là thông nhưng mà thông chẳng hãy khi mình chẳng hãy đông bơ một tí chân đấy cái từ tiên chẳng đấy đấy là từ lưu bình chẳng chẳng hạn mà block nữa từ này cho bài ó đấy cho UV ok ok, và toàn một tí nè, cái bàn design là loss này connector này, loss connector mùi cạt là chẳng số ta hẹt ấy mà dự đơn thật loss thì mình trắng nhưng mà càng power tới nè, nhưng mà càng power đó nè, power nhưng khi loss là nào mà đây nè, nhưng khi loss cho ra mình chẳng nhưng ta lại power P in nè, là thôn đó đọc một hay mà rồi xa nên đấy chẳng biết là dương tài lãng power input dương khăn bị hiểu tài lãng power input dương khăn bị chẳng biết vừa áo structure atom lì kia lắm nơi region mà chẳng muốn nếu chạy đa mặc sọp đấy nè để xài UV như nói nè atom lì kia về sọp chẳng đọc biết thông bếp về sọp chẳng là sọp bị làng khả đại hình ít khả đại với chân như vibration mình nhận nhưng vậy thì ai đó có vibration hay hit UV vibration hit hỏi trên chia blue môi xanh điện thì chúng ta hit cái đại chúng ta bây giờ ta làm power thông bếp phê in thì tôi đã thông đọc milliwatt đó ngày nó như lên nào cũng có mọi lô lắm đã đo là một bọn rồi bạn đấy đấy chúng blue nó cứ khẳng cho những đáng này blue can là khẳng mình giờ làm là mệt như mưa là nó càng tập càng cái ពូយើងពូភ្លឺនៅខាងខាងផ្ទះពូនោះគឺត្បាត់វាធំភ្លឺខ្លាំងទន្ទឹមនឹងភ្លឺខ្លាំងតែមានរឿងស្អីដែរក្តៅប៉ះនេះក្តៅប៉ះនេះអញ្ចឹងមកបោះ បានតែយើងប្រើ5វ៉ាត់នេះតែយើងប្រើដល់មីលីវ៉ាត់នេះយើងប្រើបាន chúng ta đã điều tiết bị khối structure chờ với ali dùng long ali blending cho mặc snow chẳng đó chẳng biết vừa áo ấy fiber dưng phở ban năm rồi chăn mới xem đẹp rồi vặt nó cứ phở ban tái thì là đọc chăn làm chẳng đấy nhé chẳng nói giờ bây giờ cái concern nữa đấy từ từ nông fiber nông bạt rồi một bạt ấy vặt ấy cái gặp những cái mà nông bạt rồi một socket prau relay socket prau amplifier បន្តនេះ bridge វាធំនេះ bridge ធំតើម៉ាន milliwatt នឹងទៅទៀតតើនេះនេះហើយមួយទៀតរឿងកន្លែងនេះនេះ IU ណា eye diagram យើងឃើញនេះយើងគូញ៉េនេះយ៉ាងដូចជា ray ផងពលឺផងហើយជា pulse ផងនេះមក pulseอันนี้มาพาตัวเตียนคือนี้คือวิกรองตัวนี้เนี่ย
chẳng là bây giờ bịt ero rệt thống nhưng khơi nó còn như ra nói là nhẹ nhảy mà xong bây thì dương mưa đang thảm với nó chỉ signal với nó chỉ blue với nó chỉ noise với nó chỉ noise với nó chỉ signal ok chẳng cái trang khơi này thì mình cái lại clear đấy cái mưa này cái lại này ai mấy người ta là ai đây là sao khơi nhạc lại như tôi chỉ ai này chấm này những ba can là thốn can là lò và thay chân ai nhờ là dưới này cứ mối lại những cái sầu này cơn này còn mọi khu vực nhé cơn này khu vực ai đi tu vậy rồi sinh nào người bán cứ cho ba thêm nào này tại bàn thì vẫn chỉ noise vài noise là kẹt đinh người chẳng đó thì ai đọc trên màn vừa noise nó cứ viên nó thay vừa lại bật lọc mùi như bạn này ok, chẳng một tí hò nó không bao chút mùi đấy, không vợt nữa chẳng không vợt đấy, mình chậm lao như thế này mình chỉ ở cái này dương thua ở chậm lao như thế này, cho dân mình chậm lao chẳng không vợt tí mùi chẳng thì dân thua phong lấy toàn đấy mình chậm lao gồm 3, chậm lao gồm 3 chẳng một tí hò power đấy, cái pra và bay cái lỗ má chỉ môi đó này fiber lư giống như một loại mà phay micro watt một loại phay một power một loại phay hay output được dùng từ tua bát nó sao mà bay micro watt kẹt là nía signal attenuation lấy nè alpha loss say ghế từ mơ mình đi làm vậy nè attenuation loss chẳng cả nên tầm lại để lại chọn tầm nào nữa đặc biệt các từ lứa connection connector rồi còn supply này đang cắt tỏi thì làm tầm một tiết kỳ rock signal attenuation không mỗi km nhé anh à km anh à attenuation đấy bây giờ chúng mua gì signal attenuation đọc km đấy supply chắc đọc của lô mát nhưng hơi đặt supply của signal attenuation nó mát link using fiber with supply mà cái lô at 1 lô mát interval chắc là cái bà đọc của lô hay mà cái lô cái cạnh đỏ đó đấy mà cái lô cạnh mà đỏ chắc là cái trên pin mà bay cái lô thì chỉ đọc của lô hay mà cái lô cái cạnh to mà đỏ mà cái lô cái cạnh to mà đỏ chắc mà supply nó cứ mình lô mỗi dB tiền chúng muốn tệ tương thì tương ở đây mình dùng cái number call mình có đặt power ratio chương này chia lùm hoặc chia rùm muốn chương nhưng nhớ đắng cái đấy nó kêu chỉ low này db attenuation out lửa in in lửa out đấy low sao chẳng loss cứ in lửa out còn tay bà gain vĩnh cứ out lửa in gain cứ your out rồi có transfer function này bán cứ your out nên lửa in à lâu nó cứ bị trả kì nó in lửa out mình em cứ tao một tiết nhưng miên dùng một bên này tôi sẽ nó mặc lỗ mạnh này cứ alpha này alpha db chẳng đọc một db dạ phê mãn bày lô chứ không mặc lỗ mà đó có mỗi anh bày đức cái này pdb nó mặc lỗ nếu đọc bên đọc lỗ mà mình lo của bạn đọc bên đọc lỗ mát nếu phi nó còn đọc đến một pdb pdb bột mặc lỗ lô và db điết chẳng bột cái nguyên nó đọc thẳng đọc bằng bấy là gì mà bấy với đây rồi mà tầng nạn mặc lỗ mùi pi bảy
bộng bay bộng đập ô bộng bốn bây giờ một phái bộng bốn miền bộng bốn tà nò tòa mà tiết xong nối trong cái kỳ dùa rớp ở nơi mình có là bắt chớ input output ratio vĩnh chứ như ai ta được một nghĩa P in lơ P out ratio chẳng biết là một đọc cả lâu đấy đọc cả lâu ngày chẳng có muốn đi đến đi này để xem ai chịu mồi nắng thì in lửa thì out ok chẳng lại đi với cái gì ông pi scattering đấy scattering thì vậy mà ở là bây giờ ta nào phải tăng pi ấy này mưa đây chẳng hùng vớ đó sợ hùng vớ đó thì dân thua ok chẳng chỉ ở kẹn như mưa rải lấy scattering nhé cái cũng nó attenuation cái chỉ để chỉ bắt nó mặc lỗ nhé attenuation nó mặc lỗ đại cả láng đó relays chẳng gì rồi relays attenuation này nè relays rồi máu bị run của một này chẳng được một đấy dựa miền đấy chẳng nấu tục tới này này sai ấn á to mà thiết rai lê những dương của muốn thiệp cho mình làm đàn này chắc là cái những cái phở veo lên mà má anh ấy chỉ phở veo lên mũi chữ bay ấy ô thì veo lên đó bay nè thì mũi sâu chữ của mũi là mũi chữ bay ok chứ sâu chữ của mũi nhưng khi nhờ coefficient scattering mà quát này đấy sâu chữ của mũi chẳng đọc về loss attenuation loss cái gì đi bé đấy đạp lên ní này xong chuẩn bị ok ừ xoay cột đỏ ô xoay cột đỏ loss vector nên cứ gì decibel nhé decibel chẳng attenuation power cũng đập lô cao và nâng cư một phải lô rồi đấy đập lô cái attenuation và đập với nó mềm và một khay đấy sau này nó veo lên môi bằng đấy nhưng khi anh thả lô chứ can đặt thôn này đi với lại lấy gì thử này relay scattering vào lên càng là thốn càng là tối nhé vào lên càng là tối relay scattering càng là thốn ok chân này lại như dân khơi vào lên và bàn ý lâu rồi bỏ qua pram nạp về môi micro mét khơi lâu xong chân bày
0.9 thì thông từ ok chứng attenuation đi local factor này local factor đi cứ attenuation này cái kiện này mà ok chứng attenuation nó nhưng khi thả vào lên càng là tốt rồi sẽ càng là thông anh ấy pram đó là phim mùi micromet này vào lên mùi này cứ nó sao sôn trên này là đó là phim mùi chất bấy này mùi chất bấy xong chất bấy đi bì đi ok đó là phim này xong nó tùy hòa một tiền đó chẳng dùng mớ chẳng lên khả năng khả năng này kì pra ấy chứ step in đây này. Multimode fiber chỉ mỗi là call reflective index bằng này hay thay thế difference bằng này data hay vèo lên là dương tần ác cá xôn trình bày hay xung nô kì xua rồi kia này cái rồi rồi cái được hình như nó chẳng kể ai cũng nát này chỗ cũng nát critical radius này nát air này đại vì cao curvature nè chỉ môi nó large bending loss of course chẳng là cái limitation này critical đấy chẳng bật tàu chiến nắng cứ loss khăn này mà đó thôi mấy có mấy cột bén bén đấy thôi mấy ở cam bảo có thông chiến là air đấy rồi này chẳng cái bên của muốn air của cái này air C này nhé air C này chẳng là sai chỉ môi được đây là đẹp phong là sai chỉ môi nó làm ta thì ok chúng ta bây giờ xả rồi tứ mình cưới như này vòng 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 tại vì tu tới cái bàn dễ xong đá cứ bị bấy có mọi bèn càng bị bấy từ buồn xong thì mệt cam mà còn chúng ta bây giờ rồi tới xem vào lên phần này chúng ta prom đá cứ thầm đi chẳng thể mà thử coi bèn nó thùng riêng rằng này hiện đang tới gọi đây này tại dù lõ càng đặt thông càng đặt lò này chờ này cứ multi-mode multi-mode đó là về này cứ single mode chẳng single mode cốt kẹt này tới khuyên xàm sắp buồn này xàm sắp buồn ta mình chẳng ngon đấy nhé thằng chọc làm đa xì như mỗi thế này khả thảo phèo lên là mơ mê điên trả bao nhiêu chẳng cứ nhận rụt của môn trả nên sợ tẹt tồn thế này ta mình chẳng ngờ lấy mình chẳng ngờ suối này chứ tạo bát miền tây nhưng sản phẩm đạp miền tây nói cho mà với những chỗ lẹp chẳng lẹp hoa dương lẹp hoa dương cứ hình của sáu cầm tí bốn hình đang cầm chờ lâu hình của sáu được hai rồi đó mình cầm tí pram chân sáu đi hay năng khiêng chân cục hẹ
lưu ni chứ lưu gì lưu được rồi à chân xong ra đọc tì chô với nhìn chô lẹp.